Mọi người thường nghĩ việc mua hàng Nhật rất khó khăn, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng với dịch vụ mua hộ của Giao Nhận 247 thì việc đó sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Chỉ với 2 bước đơn giản để có thể mang cả thế giới về tay bạn trong khoảng từ 8 tới 12 ngày. Bước 1. Yêu cầu và nhận báo giá. Trước tiên, bạn cần tìm sản phẩm muốn mua trên các website thương mại điện tử uy tín ở Nhật như Amazon, Rakuten và copy đường link sản phẩm. Sau đó, bạn hãy dán đường link sản phẩm vừa chọn vào mục gửi yêu cầu báo giá, cung cấp đầy đủ thông tin về nhóm ngành hàng, trọng lượng, thuộc tính sản phẩm, rồi gửi yêu cầu báo giá. Ngoài ra, Giao Nhận 247 còn có phần mềm giúp khách hàng tạo đơn hàng nhanh chóng và tiện lợi. Đặc biệt, phần mềm còn giúp bạn truy cập vào những website bị khóa IP Việt Nam, giúp bạn thỏa sức mua sắm không bị rào cản. Chỉ trong vòng 9 phút sau khi yêu cầu báo giá, bạn sẽ nhận được đơn hàng báo giá chi tiết và thời gian dự kiến nhận hàng từ Giao Nhận 247 qua email. Để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm sản phẩm hơn thì ngay tại website giaonhận247.com đã cập nhật danh sách các trang mua hàng uy tín tại Mỹ. Đặc biệt, với những sản phẩm từ website Amazon Nhật, hệ thống Giao Nhận 247 đã tính toán và hiển thị giá cuối cùng. Bạn chỉ cần search tên sản phẩm muốn mua rồi thêm vào giỏ hàng và chọn thanh toán ngay để được giảm 10% phí dịch vụ thay vì phải đợi báo giá nếu muốn. Bước 2. Thanh toán đơn đặt hàng. Trong email báo giá đơn hàng, bạn click vào link đơn hàng để kiểm tra thông tin, sau đó tiến hành thanh toán. Giao Nhận 247 cung cấp đa dạng và linh hoạt các phương thức thanh toán. Bạn có thể chọn thanh toán 50, 80, 100% giá trị sản phẩm hoặc thanh toán toàn bộ chi phí đơn hàng để được giảm 2% phí dịch vụ bằng nhiều hình thức như thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán tại nhà với mức phí 30.000 một lần giao dịch, áp dụng với các khách hàng tại nội thành thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau khi thanh toán, tất cả các công việc còn lại sẽ được đội ngũ Giao Nhận 247 thay bạn thực hiện và cập nhật thông tin liên tục qua email và trong đơn đặt hàng. Bạn chỉ cần đợi để nhận được hàng tại nhà. Sau khi bạn thanh toán, Giao Nhận 247 sẽ tiến hành mua món hàng bạn đã chọn. Khi hàng được chuyển đến kho của Giao Nhận 247 tại Nhật, sẽ được kiểm tra, gia cố và đóng gói lại trước khi vận chuyển về Việt Nam. 4 đến 6 ngày sau, sản phẩm sẽ về đến Việt Nam. Giao Nhận 247 sẽ thay bạn làm thủ tục thông quan nhập khẩu vào Việt Nam. Khi quá trình thông quan được hoàn tất, bạn sẽ nhận được món hàng trong khoảng từ 12 đến 36 giờ nếu bạn thuộc nội thành thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, 2 đến 3 ngày nếu ở tỉnh khác. Sau khi nhận và kiểm tra hàng, bạn sẽ thanh toán chi phí còn lại nếu có để hoàn thành đơn hàng. Trong suốt quá trình và sau khi nhận hàng, bạn luôn có thể liên hệ với đội ngũ của Giao Nhận 247 để được tư vấn hỗ trợ qua hotline 1900 5455 84 hoặc email order@giaonhan247.com.